Dạ, ăn chào ba. Dữ không? Dữ không? Dữ không? Bị cái vụ này không có dám hái rau, không dám đi đâu. Dạ, đừng có đi hái rau nữa. Không dám đâu. Mấy đứa nó mượn đi chợ, rồi dạ, nó cho 5-3 ngàn mua. Chứ có biết làm sao. Dạ. À, được mấy tháng rồi con. Dạ. Đặng bà mừng coi chứ bộ. Chưa. Hả? Con chưa. Chưa hả? Dạ. Đâu gì trễ như vậy. Được mấy tháng rồi dạ. Đi. Cha thì già, con thì muộn. Ơi dạ, ơi, vô con, bước dạ, vô. Dạ. Vô vô nhà. Bước đại đi mặc dạ, cái gì mà bà mới làm cái này hả? Bà mới làm nên lại hả? Thì ta làm cho chứ bà, cái người này ở dưới ăn hủ quá. Ăn hủ hả? Sao buổi hôm con hỏi có làm không mà bà ăn chịu? Ờ, kỳ đó, mình tính thôi, mình làm nhọc lòng anh em người ta quá đi. Dạ. Thôi kệ cho cái nhà cũng được. Dạ. Cái dù cái cô đi ngang cũng thấy vậy. Cô vô nhà. Bà ở nhà bà lụt cục vậy, bà té, bà chết, bà ơi, bị đất đó. Dạ. Vô cái. Hôm nay bà chịu không, con làm cho bà. Cái chìa khóa đó. Cái tụi này, sao cũng được hết. Cái lên hỏi anh hai con trẻ nó. Dạ. Sao anh có đồng ý mừng cho bà già không? Đó. Chị em có việc ai thương mừng cho bà. Dạ, mừng đẹp vậy nè. Trời ơi, vừa hôm con nói hỏi bà có đồng ý mừng tráng cái nền lại không, bà nói chịu. Ở đất chưa quen. Mình thấy mình ở đất đầy. Dạ. Dám làm, tại thì có sao tôi đâu, anh dạ, hai cho làm cứ làm. Dạ. Đó. Cứ cậu. Trời ơi, đẹp ghê luôn á. Nấu nước. Nấu nước uống à con ơi, bà uống nước chín không à. Dạ. Nè, hai đứa. Đây. Ngồi đi. Rồi, bà ngoài ngồi đi, ngồi con đi. Đứng được rồi, tụi con còn trẻ mà. Ngồi ghế, ngồi đi. Bà ngoài ngồi đi. Bà ngoài nấu nước pha cà phê hả? À, nấu miếng nước rồi. Đây bà uống nước. Bà uống à, nền bà ngoài tráng này nè cả nhà. Làm cho bà ngoài cái toilet luôn hả bà ngoài? À, có làm toilet luôn hả? Ừ. Ôi đẹp chữ. Đi cầu luôn, có đủ hết. Dạ, trời ơi, nhìn ngon lành rồi. Đó. Thùng đựng nước, mẹ của mấy ổng không đó, mình à, không có gì hết á. Rồi cái cửa sổ này là mới khoét lại luôn hay là đâu sướng? Có lâu hồi à, mới dạ, tức nhà này là con đặng ra cho gió nó làm dạ, vô. Lâu cũng thấy bà ngoài không, mở ra. Đó, có đủ hết, đó. Rồi thôi được rồi bà ngoại, để vậy đi. Ừ. Dạ, mình ra ngoài chơi. Dạ, vậy là được rồi. Lâu quá mới gặp con, tôi nói không biết mấy cháu luôn con. Có khỏe hết à bà? Bà nấu nước, pha cà phê, pha bà pha cái gì á? Bà nấu nước pha gì á? Chút cà phê. Dạ. Ừ, con ngồi đi. Ai mua cho bà ngoài vậy? Ừ, người ta cho, người chợ người ta cho chứ không có mua. Người ta cho hả? Về đặng luộc ăn á. Luộc ăn dai vậy sao ăn được? Ừ, cái này thịt mà phải không? Thịt bò mà phải không? Đâu, cái này của nhỏ chảnh nó gửi. À, dạ, chứ còn con chuối. Đúng rồi, cho bà ngoài ăn cái này nè. Ừ, ăn cái này nè. Dạ. Vợ chồng con mua đồ cho bà ngoài kìa, chút bà ngoài để pha uống. Rửa ngũ cốc với lại ừ, bà cảm ơn con. Bữa nay bà ngoại khui ra là uống được nha bà ngoại. Còn ừ, cái này là khui ra là chỗ nước vô cho xin xíu đường. Cái này thì biết rồi. Dạ. Cái này bà ngoại biết. Cái này là sữa nè bà ngoại. Ừ, sữa. Cái này là sữa bà ngoại chỉ khui ra rồi uống thôi. Cho khỏi chế nước sâu dạ, gì nó cao. Dạ, khỏi. Cái nắp này ừ, hơi khó, có gì bà ngoại lên anh hay khui dùm nha bà ngoại. Thôi bà cảm ơn con nha, cầu chúc cho con nha. Kiếm đứa bé nha phải không? Dạ. Ừ, con trai à, không có con gái à. Em bỏ trong giường ấy, bàn đi vậy? Bỏ lại em bàn đi con. Sanh con trai. Con trai hả? Mấy cũng con trai hả? Trai gái gì cũng được hết. Con trai đầu lòng, mình phát tài. Dạ. Cái mắt bà ngoài đợt này sao? Nó cứ lem nhem vậy hoài con ơi. Dạ. Mà nó không hết. Bà ngoại ngồi đi. Con ngồi đi, ngồi đi. Không, bà ngoài ngồi đi con trò chuyện coi. Ngồi lên đây. Ừ. Thôi người bề tới dưới cho nó đã. Ừ, đó. Ừ, đúng rồi, trời đúng ơi, vậy cho nó sướng. Ừ, tôi nói không biết hai cháu đâu, không biết nó có đi mặn ở đâu mà sao lâu quá không thấy. Đợt này dịch đó bà ngoại, con có đi dưới này, con đi vòng trên Sài Gòn không à? Ờ, dạ. Chứ họ nói dịch đừng có đi lang tùm lum. Nghe là mà mấy ngày nữa là học trò vô học là chắc em bớt rồi đó. À, dạ. Mừng quá mừng. Thì mong nó bớt đi. Mong nó bớt cho nó khỏe. Khỏe đặng có đi được chứ giờ không có dám lo. Đi đâu? Bà ngoài đi đâu nữa? Bà ngoài đi cái chợ chơi thôi ha. Đi hái rau. Thôi rồi. Cũng như mình thể dục trong hai cái cẳng đó con. Bà ngoài năm nay là 90 mấy rồi bà ngoài? 98. Đó, 98 rồi. Năm ngoái là 97 rồi ha. Ừ. Năm nay là 98.
Đó. Ngoại đời đi thấy ra đừng đi thể dục. Thể dục luôn hả con? Thì đi bồ chơi thôi. Ngoại đi chơi ở không chơi không thôi. Đi vậy ai mà đi đặng cho bị bác sĩ người ta biểu bà gán này để sao cái gân nó rút. Dạ. Gán rồi gán rồi lần rút chứ con. Bác sĩ dặn vậy thôi con ngoại. Ở vậy đó. Nhưng đi. Mà bác sĩ dặn đi tập thể dục quá. Thì đó không có kêu đi hái rau đâu. Thì mình sẵn mình đi luôn. Mình sẵn đi ở luôn. Có cái này kia. Vậy đó. Bà ngoài nghỉ hái rau mà 2 tháng chưa? Không nhớ nữa. Lâu rồi ha, chắc cái đợt rồi. Dịch, chắc cái đợt dịch đúng không bà ngoại? Ngoài đợt dịch là bà ngoại không có đi hái nữa. Nghe phong phanh là bắt đầu ở nhà rồi. Ồ, vậy chắc phải 2 tháng rồi đó. Lâu lắm rồi. Thằng này ở trên nó cũng cho đi, nó bà đừng có đi. Dạ, đừng có đi nè, dịch bệnh mà đi chi mình đi lớn tuổi. Người ta rồi đó, có người ta có bệnh có gì sẵn không bị ngang cái hơn nó ra. Giờ có sợ không? Tụi con có sợ tụi con không? Không. Ba từng tuổi này vô. Dạ. Con sợ. Dạ. Con đó. Cần mạnh. Không, tụi con còn trẻ còn khỏe mà. Dạ. Tụi con còn trẻ còn khỏe. Thế mà đài đó gì mà nó chết gì mà lặng đã không phải mẹ luôn. Mà mẹ nghe đài hay là có là vô. Có là vô. Có là vô nhỏ gì lặng đã luôn á. Nghe cái đó không đâu có gì. Nghe sợ không mà mẹ. Trời ơi thấy khủng khiếp quá trời. Rồi lên cai thì thấy nó chết rồi nó khiêng. Ai khiêng? Nó bó lại. Nó bó như giống như con heo. Anh nó bó heo á hả? Có tivi ở bộ tivi bên nước ngoài á. Trời ơi bà nó bó rồi nó thảy nó giống như con heo. Trời ơi thấy ghê quá. Coi trên đài ha. Dạ. Trên đài á. Trời ơi quá thù sợ rồi. Nó giá trời Phật cho chủ mình rồi im tĩnh. Dạ. Tất cả anh em người ta được khỏe mạnh hết mình mừng. Dạ. Người ta mạnh cũng như mình mạnh. Dạ. Cái gì có vậy đó đi. Bà ngoại cái mần này mần lâu chứ bà ngoại? Tháng chứ à, mần tháng chứ bà? Hơn à, có cả 2 tháng lâu rồi. Dạ. Lâu lắm rồi. Là cái cô đó vô rồi cô kêu thợ rồi tới làm hay là tới làm luôn, anh hai chảnh là đứng ra làm? Không có, cổ coi rồi xong rồi nói anh hai ơi, bây giờ ngày mai tôi mua sắt mua đồ cho người ta chở người ta làm luôn. Dạ. Anh hai nói cứ việc cô chị thương bà cứ làm, tôi không có nói gì đâu. Bà nói với ăn hữu lên làm hả? Ăn hữu cái dạ. Cô đó ăn hữu. Dạ. Hai vợ chồng đi xây nhà lên đây. Dạ, dạ. Cũng mừng ha. Rồi cái sáng là cái chợ gạch, chợ sắt, chợ đá, chợ gì tùm lum tà la hết đồ để đó làm đâu 5-6 người. Dạ, làm lâu đó. Không bà ngoại? Làm có 2 ngày rồi. 2 ngày là rồi. Rồi dạ. Xong rồi bà ngoại một mình dọn vô lại hay là có ai phụ bà ngoại? Không, khỏi dọn có gì để nguyên vậy mấy ổng làm luôn, khỏi dọn có gì chân. Dạ. Mấy ổng làm tới đâu lau sạch tới đó, mà tới đâu lau sạch tới đó. Dạ. Dạ. Khỏe lắm, mấy cậu này làm kỹ lắm. Dạ. Xanh quanh này toàn sắt không à, đây nè. Sắt không là con nè, có cây này với nè. Rồi, con biết rồi, bà ngoại đừng có lôi nó lên nữa. Cái này để đặng cho chắc làm đá nó đừng văng vô. Dạ, xanh. Dạ. Cái này là mua cái đèn cho bà ngoại nè. Con mua cho bà ngoại. Cái đèn đó hồi mới cất nhà thì con quên hả? Có. Con cũng nhớ nữa. Mấy cậu đi cho đó. Dạ. Bà ngoại không chịu kéo dây điện, tại vì bà ngoại sợ hả? Con mắt con mũi nó chèm nhèm không có dám. Dạ. Vũ cái tay mình ướt mình thọt vô nguy hiểm cho lũ xóm người ta nữa. Dạ. Cực khổ với mình. Rồi người ta có kêu bà ngoài là bịt khẩu trang lại không? Có, đi chợ mới đột ra thất thị nè. Dạ, đó, bịt cái gì nè? Người ta cho. Người ta cho hả? Khẩu trang. Ra chợ người ta cho chứ dạ. Mình không phải mua. Dạ, khỏi. Dạ. Người ta để cái bình nước gì mình rửa tay nữa. Dạ. Có dạ. Đủ hết trơn á. Cái nước rửa tay đó bà ngoại. Dạ. Đó đó. Rồi cho mình để khẩu trang để sẵn đó. Lụm vậy chứ người ta không có ăn tiền. Dạ. Đó. Cũng mừng hết sức. Đi sáng về nhà cổ già. Dạ. Vậy đó. Đó, bịt với tụi con vậy nè. Đó, nói đi ra ngoài là bịt vậy. Bịt vậy về nhà lụm ra. Dạ. Sáng giờ ngoài ăn gì chưa? Không có ăn gì. Sao vậy? Có tiền đâu. Bớt lúc nào bà ngoại hết tiền rồi hả? Hỏi con gần một năm rồi. Còn có mấy bữa một năm đúng rồi. Hơn tháng 4 năm rồi, tháng 4 năm này đủ năm rồi. Còn đâu còn hoài. Dạ. Còn coi xuống. Bà ngoại không có đi hái rau nữa. Cô không có đi hái rau. Bữa hả bà ngoại có đi khám lại rồi ha. Có đi khám rồi. Phải đi tới người ta nói bà khỏe lắm, không có sao. Cái máu của bà quá tốt rồi. Dạ. 100 người chưa có như bà đâu, nhưng có chỉ nhức đầu, lúng lạnh, đồ sơ sơ vậy thôi. Dạ. Vậy đó. Cái máu tốt lắm mà. Vậy sáng ăn gì thì khui lông sữa uống đi.
thôi để chút nữa rồi ăn miếng cơm. À để ăn miếng cơm. Tay khỏi ăn luôn. Dạ. Ừ. Thì bà ngoại mua cái mướp đó là luộc thôi đó hả? Luộc ăn đó. Mua luộc ăn cơm vậy thôi đó. Ừ, luộc. Có khi chấm hủ tiêu, có khi anh em ta cho cá vậy đó rồi ăn vậy thôi. Chứ mình làm gì ra tiền. Dạ. Có vậy làm sao dám lỗi. Bà vậy là cái tiền nhà nước của bà đó. Hỏi chưa có 200 mấy con. Mà mấy tháng này có được lãnh không? Họ có đem tới nhà cho bà không? Có, à. Đem tới nhà dạ. Có 200 mấy ha. Dạ, có dạ. Đâu nhiều. Dạ. Con coi nội mà dầu hôi nước mắm cũng nước ít. Rồi đâu. Giờ có mua gì được. Dạ. Thôi bà mừng thấy hai tụi con khỏe mạnh bà mừng rồi đó. Đã dạ. Giúp cho những cái người ta khổ sở. Nha con. Dạ. Ừ ráng đi. Mình khỏi đi tiền đường hôm nay con đi ngang ghé thăm bà ngoài luôn vậy đó lâu lâu thì ghé thăm ừ này. Tôi nói chắc con đi mận đâu xa thành phố gì rồi không dạ. Thấy hai dạ. Hai chồng đi xưa giờ mận thành phố vậy hả dạ hôm nay con nhưng gì? Mà lâu lâu con về rồi con đi ngang con ghé bà ngoại con thăm đó xí con giờ đây ha cái cửa mà đóng là đi thấy rau còn không có là trên hai con á dạ. Không có đi đâu hết á đây lên đó vừa hôm cái vụ lộn xộn này nó không cho đi nữa lên cảnh là được nó không cho đi dạ. Nó nói mình già rồi yếu sợ có khi đi ngang nhà người ta mà cái hơi người ta ra đó dạ. Cũng sợ sống lâu lâu á nha ừ dạ bà đợi chừng nào có cháu cố rồi bà mới đi dạ ừ, cháu cố đặng mừng cái đi hái rau á hả ờ không đi xuống dưới á xuống dưới chỉ đi lên trên nó cho nó nhẹ lên trên chứ chưa bị gì mình còn tội nhiều lắm chưa chắc được lên trên rồi thì còn tội hả sao ừ. Bà ngoại biết bà ngoại có tội biết chứ làm sao không ít thì nhiều làm sao con có thế gian này có cái gì mà không tội à, một dạ. Chút cũng phải có tội chút phải không đây luôn. Người ta nằm hai bên mình nè dạ. Đó thiện ác dạ. Vậy đó bởi tâm viên nha tỷ giờ bà Tư nói với con vậy dạ. Nha mà mình nói cái gì có cái thương xót người hay tình thiện người ta biên còn mình nói chuyện độc ác bên này họ biên dạ. Có sẵn sàng mình hết mà dạ. Đó vậy đó thôi bà Tư cũng cầu dạ rồi con hôm nay con ghé thăm bà ngoài vậy đó ừ. Bà cũng cầu chúc cho con nghe không dạ được khỏe mạnh rồi đi làm phước cho người ta rồi cái sanh cháu ra dạ kiểu nam 2 năm nữa bà 300 tuổi khi nó mới sinh nữa ôi gì cha già con muộn hả đâu già con mới có 30 tuổi còn trẻ mà con trẻ 30 tuổi rồi còn gì nữa rồi cái tới đó trời ơi con đâu cháu đâu không có dòm cái thân mình trời ơi hay đó mình có vợ sớm có vợ sớm nè bà đây con làm con đứng ngoài hoài vậy bà có cái gia đình của ảnh thông Tom ở bên Canada ảnh gửi biếu cho bà 1 triệu dạ con mang xuống cho bà đây con rồi. Gửi cho bà nha con nói với cái cô đó nói bà Tư cảm ơn cầu chúc cho cổ bệnh khỏe dạ cái gia đình của cái anh đó anh thông Tom á anh Tom á ở bên Canada hả dạ bà mua đồ ăn thêm nha mua cá đồ ăn dạ mua cá ăn mua thịt. Cá mua thịt đồ tùy bà thích không. Ăn cái gì thì bà mua cái đó vô dạ. Thôi hai vợ chồng con ghé thăm bà chút xíu con đi bây giờ con đi trời nắng rồi dạ chiều nó gắt dữ lắm dạ hôm mấy bữa này nắng dữ quá rồi. Con tranh thủ con đi liền của bà ăn mít không không dám ăn ngoại ăn được ha yếu dạ ta hôm qua mới cắt trái mít ở nhà đó 9 cây ngon quá trời mà đem lên Sài Gòn ăn dạ con biết rồi mà tụi con còn trẻ cho nên ăn được mau à. Ăn nó mệt chứ lắm người lớn tuổi ăn nó mệt bụng vậy thôi con đôi khi lợn ngoài vui buồn thì con cắt một miếng mà ngoài thôi dạ thôi giờ vậy thôi con đi ha cầu chúc nha 2 năm rồi con chờ cháu cố về thăm không có con đợi hoài mà không có đâu dạ nhớ sống 120 tuổi nha nhớ nha dạ cố lại dở thăm bà nha dạ rồi vậy mừng con đi đây cái nhà bà ngoại này cả nhà giờ làm lát lại đẹp ghê luôn á cũng nhờ người ta không anh em làm không dạ nói chung là ai cũng thương bà ngoài hết á chứ mình có làm dạ ai ghét dạ mới làm lại cái bạc này nữa này rồi người ta thương người ta làm cái này để xe nó đi ngang nó phản chiếu đó, vô á đằng sau miếng nữa dạ trước mình miếng sau miếng đó. Thương ghê á thôi con mần cái nhà này nè dạ con đi ha chào bà ngoài nha con đi mạnh khỏe nha dạ vẫn ghé thăm bà hen dạ miễn thăm cũng được rồi dạ vậy đó